Vi Oanh kể quá khứ đáng thương hậu lùm xùm chuyện đẻ thuê giật chồng. Những ngày qua, Vi Oanh trở thành nhân vật gây tranh cãi trên mạng xã hội khi bị tố đẻ thuê và giật chồng. Sau nhiều lần lên tiếng gay gắt trên trang cá nhân, Vi Oanh mới đây lại tiếp tục có thêm một bài đăng dài kể về quá khứ tuổi thơ và những gì mình đã làm được khi bị mỉa mai, đã làm gì được cho đời chưa. Vi Oanh kể cô là con gái út trong một gia đình khá giả, được ba mẹ cưng chiều và từ nhỏ cũng có thành tích học tập tốt, hoạt động văn nghệ nổi bật. Tuy nhiên, sau khi gia đình gặp biến cố thì nữ ca sĩ đã ở cùng các sơ, thậm chí còn trốn bố mẹ đi rửa bát thuê để kiếm tiền phụ tiền học, mua quà cho phụ huynh. Sau này, cô tiếp tục làm nhiều công việc để tự mình thực hiện những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ xã hội mà không cần kêu gọi quyên góp từ ai. Vi Oanh cũng gửi lời đến những người mỉa mai cô đã làm được gì cho đời chưa, rằng cô đã làm được nhiều thứ vượt trên khả năng của mình và từ cái tâm. Nguyên văn chia sẻ của Vi Oanh trên trang cá nhân. Vi Oanh, em đã làm được gì cho đời chưa? Em sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cho đi. Trước khi có biến cố thì ba mẹ em cũng là con nhà khá giả. Ví như khi cực khổ, chỉ còn mỗi cái đồng hồ đeo tay hay bộ quần áo trên người mà thấy người ta khổ, ba cũng cởi ra cho. Hay như đất đai ngày ấy khai hoang rất nhiều, ba mẹ cũng cho hoặc bán với giá như cho để người nghèo hơn mình có chỗ nương tựa. Rồi khi em ở sơ cũng thế, các sơ thì không phải nói nhiều về công tác từ thiện cộng đồng rồi, vì họ sinh ra với sứ mệnh yêu thương và phục vụ. Và rồi ông xã thiện chồng em, một người nói ít làm nhiều. Môi trường hình thành tính cách nên em không có thói quen làm cho ai được cái gì thì phải lên mạng công khai. Mặc dù điều này em đã làm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, luôn tích cực trong khả năng của mình. Em làm nhiều việc cũng là để có điều kiện chủ động trong những công tác cộng đồng, không phải xin xỏ quyên góp gì ai. Vì mỗi lần xin dù không phải cho mình, cảm giác cũng rất ngại chứ. Tính em vốn dĩ không xe xua, không ham mê bất cứ điều gì, nên tiền không hẳn là tất cả. Em có thể ngồi không nếu em muốn. Gia đình gặp biến cố khó khăn ấy, nhưng từ nhỏ em luôn được bao bọc dạy dỗ trong môi trường tốt, sống thoải mái, chưa biết thiếu thốn là gì. Tuy nhiên, từ hè lớp 7 được sơ cho về nhà, em đã trốn ba mẹ đi rửa bát thuê để có tiền phụ tiền học, mua quà tặng ba mẹ. Dù em là út cưng, ba mẹ không cho đụng tay vô làm bất cứ việc gì. Em luôn là học sinh giỏi, nổi bật văn nghệ nên em đã kiếm được tiền từ năm lớp 6 sau khi lãnh thưởng thi đua rồi nhé. Em quan niệm làm từ thiện trước hết là cho tâm mình hứng khởi an vui khi giúp được một ai đó, sau nữa là tích phước đức cho con. Từ thiện trước hết là những người trong gia đình, rồi có khả năng mới đến xã hội. Kênh thiếu nhi Voi TV ra đời với mục đích dành hết cho quỹ từ thiện cũng từ đó. Nó được tạo ra hoàn toàn bằng chất xám của em, mặc dù kênh chưa có doanh thu quá nhiều. Điều này ekip làm việc rất rõ vì em công khai lợi nhuận cho mọi người đều thấy. Voi TV là một nơi để các em an tâm học những giáo trình bài bản được xét duyệt kỹ lưỡng bởi những người có chuyên môn, cũng là một việc làm có ích mà, đúng không? Hay những ca khúc mang đến hơi thở thêm tin yêu cuộc sống như Đồng Xanh, Những Điều Nhỏ Nhoi, Những Điều Mẹ Chưa Kể. Các ca khúc và các dự án về cộng đồng, từ thiện em toàn làm không có lương. Thế có phải là việc tốt không nhỉ? Vì thế đừng ai hỏi em đã làm được gì cho đời chưa. Em dám tự tin khẳng định em đã làm được nhiều hơn với khả năng mình đấy. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần có ai đó muốn nhấn chìm em xuống buồn, em lại được kéo lên như thể luôn có ơn trên soi xét. Em vẫn luôn túc tắc đều đặn làm trong khả năng của mình và chắc chắn không cần ai biết hay ai nhắc nhở cả. Không tin cứ nhìn em bước đi nhé, mỗi ngày chỉ có tốt hơn thôi. Ơn trên và ba mẹ ban cho mình một hình hài ổn, có đầu óc, có tay chân, sao phải sống dựa, sao phải đánh đổi hàng mọn nhỉ? Cảm ơn đời vì em đã có một tuổi thơ và thanh xuân trọn vẹn. Trước đó, Vi Oanh đăng đàn tố bà Phương Hằng vu khống mình đẻ thuê, giật chồng và tự đặt lịch hẹn. Nếu đến ngày 29 tháng 5 mà không đưa ra được bằng chứng, sẽ tự động xem đó là lời xin lỗi của nữ doanh nhân. Sau nhiều ngày đăng đàn thách thức vòi bằng chứng, Vi Oanh bất ngờ đăng tải một bài viết cho rằng bà Phương Hằng không thể đưa ra bằng chứng và mặc định nhận lời xin lỗi của nữ đại gia. Thế thôi cô nhé, đã quá hạn của cô và con cũng không có thời gian dành cho cô nữa. Chửi con cô cũng đã chửi sướng cái miệng rồi, vu khống bôi nhọ cô cũng đã làm rồi, mọi thiệt hại con cũng đã gánh chịu rồi. Con không thù không oán gì với cô cả, xem như con nhận từ cô lời xin lỗi chân thành như đã quy định. Còn nếu sự việc vẫn bị đẩy lên cao trào, tất nhiên sẽ gắn với những lời vu khống, bằng chứng giả, chửi đổng. Con nghĩ cô rất rành về luật pháp nước mình phải không? Ra trận phải nắm chắc phần thắng trên tay đúng không cô? Riêng vụ này của con, cô nhắm được bao nhiêu phần thắng? Nếu cô quyết làm đến cùng, con cũng sẵn sàng đi với cô. Con còn trẻ và khỏe hơn cô đúng không cô?
Có người sống ham mê vật chất, nuông chiều bản thân, người lại trọng danh dự, trọng nghĩa tình hơn tiền bạc. Con ở vế thứ hai cô ạ. À. Con sẽ cúi đầu kính cẩn trước một người nghèo tiền nhưng cốt cách cao sang, đức độ. Với con, thứ tồn tại lại vĩnh viễn trên cuộc đời này chính là nhân cách. Tiền bạc danh vọng chết rồi cũng không thể mang theo. Vì vậy sẽ chẳng bao giờ con khuất phục trước những điều ác, dù điều ác đó nằm trong một cái vỏ bọc to lớn cỡ nào. Chia sẻ của Vy Oanh nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số anti-fan cho rằng cô đang lôi quá khứ tội nghiệp để lấp liếm scandal giật chồng.